Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay em tiếp tục chia sẻ cho mọi người một cái con cũng như một cái app mới mà chúng ta đào trong lúc rảnh rỗi nha mọi người. Thì cái app này đó chính là Reconomic nha mọi người. Đây là một cái app của nền của thuộc về kinh tế, cái kiểu như vậy. Nhưng mà nó cho chúng ta đào RE mọi người ạ. Thì trước tiên thì nó khoảng là trên 1.000 lượt tải xuống thôi. Chúng ta đào mấy cái app này là chúng ta tranh thủ lúc mà nó còn mới cho nó cho đào nhiều. Thì chúng ta cố gắng mà chúng ta tranh thủ nha mọi người ha. Còn cái lộ trình nó phát triển thì nó cũng còn khoảng là 2 đến 3 giai đoạn nữa. Nhưng mà em tranh thủ chia sẻ cho mọi người càng sớm càng tốt để chúng ta đào. Thì anh chị mình cứ vào nghiên cứu kỹ nha. Mình thấy hợp lý, mình tin tưởng những cái thông tin của họ thì chúng ta thấy ok, chúng ta sẽ tiến hành đào. Còn không ok thì thôi, để mà chúng ta không có tốn mất thời gian cũng như là cái lưu lượng của cái máy. Rồi anh chị mình vào mở giúp em. Và em chia sẻ luôn, những anh chị nào mà chúng ta lên Facebook, chúng ta thấy có những cái fanpage, những cái nhóm mà người ta giới thiệu một những cái app này á, thì em không có nói là như thế nào, mà cái quan điểm riêng của em là chúng ta không nên nhấp vào những cái đường link. Có những cái đường link thật và có những đường link giả. Những đường link giả là khi mọi người nhấp vào nó dẫn ra cái giao diện đó, dẫn ra cái con, cái app đó. Nhưng nó kèm theo đó là một cái hệ lụy, có thể là họ có thể lấy được tất cả những thông tin cũng như là những cái app này kia của chúng ta hết. Thì em nói rồi, chúng ta nên, nếu mà tải là tải thẳng cái app từ trên cái xe play xuống, hoặc là từ những cái YouTube người ta hướng dẫn, rồi chúng ta lên cái xe play hoặc là app store chúng ta tải, chúng ta tuyệt đối không nên sử dụng cái đường link của Facebook nha. Em thấy nó rất là nguy hiểm. Thì cái đó là cái em chia sẻ cho mọi người thôi. Còn em không có cái gì đó gọi là xấu hay là ý là gào cản gì cả. Chỉ chia sẻ cho mọi người theo cái kinh nghiệm mà khả năng kiếm tiền của em. Đúc kết lại, anh chị mình khi tải xong mình sẽ ra một cái giao diện như thế này. Thì nếu như chúng ta có cái tài khoản rồi thì chúng ta nhấp vào đăng nhập. Còn mình chưa có thì nhấp vào đăng ký ha. Rồi họ và tên. Thì cái này á, chúng ta sẽ nhấp vào họ và tên của chúng ta có dấu ha mọi người ha. Như em đây, Nguyễn Hùng Tỉnh, viết hoa, khoảng cách thì không dấu. Email thì này cũng là cái email chúng ta thường dùng. Và khuyên mọi người ha, email hoặc số điện thoại chúng ta phải xác thực hết giùm em. Rồi mật khẩu này thì mọi người sử dụng mật khẩu nào thì em làm demo, em sẽ ghi cái mật khẩu cho mọi người thấy luôn. Đây, đây mọi người, mật khẩu nó mạnh á là nó phải như thế này. Nó vừa có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Thì ký tự đặc biệt chẳng hạn như là mấy cái này nè mọi người. Đó, mọi người lưu ý ha, để cho chúng ta đảm bảo cho nó bảo mật nhất, tránh tình trạng mà mọi người nhập chữ không hoặc số không thì nó dễ bị hack lắm. Rồi cái mã giới thiệu này thì mọi người sẽ nhập cái mã giới thiệu của em ở phía bên phải màn hình nha. Còn đó là cái mã giới thiệu của em cũng như là cái nick chính để mọi người có thể sau này thêm vào cái dòng chọn bảo mật, hoặc là được tạo nhất là được tạo tài khoản, thêm dòng chọn bảo mật và được em hỗ trợ khi cần thiết cho mọi người. Với điều kiện là phải nhập cái mã mời của em nha. Rồi chúng ta nhấp vào tôi đã đọc và đồng ý các điều khoản, rồi chúng ta nhấn vào tiếp thôi. Chúng ta đăng ký nha. Thì khi mọi người nhấp vào sẽ ra giao diện như thế này mọi người. Không phải bây giờ. Đó, thì cái giao diện nó cũng khá là độc lạ ha mọi người. Đây, xác thực tài khoản thành công. Đó, bây giờ mọi người cứ vào tham khảo những cái thông tin thôi. Cộng đồng. Thì tổng số thành viên là 14.013. Thành viên thứ 20 sẽ nhận được 25.000 mic. Đây mọi người. Giới thiệu. Ok. Thì cái phần này á, thì anh chị mình vào nghiên cứu thêm tiếp em nha. Phần thưởng, bấm để nhận ngay. Thì khi chúng ta mới tạo, chúng ta nhấp nha mọi người, để chúng ta được nhận ha. Rồi ở đây họ có rất là nhiều cái thông tin để cho chúng ta. Rồi trang chủ thì Nguyễn Hùng Tỉnh,
Hiện tại cái mic của em đó chính là cái 51, số mic phân bổ trên app rồi. Tần suất nè mọi người. Mọi người đang đào thì mọi người đừng có nhấn vào tần suất nha. Ok, bây giờ em sẽ đăng xuất và em sẽ đăng nhập lại cho mọi người xem nha. Rồi, bây giờ đăng nhập. Mọi người nhập như vậy sẽ không được nha, nhưng mà mọi người sẽ nhấp bên trái này. Đăng nhập bằng cái Google là sẽ ok. Đó, lúc đầu em không biết em đăng nhập bằng cái Gmail nhưng không được. Chúng ta phải đăng nhập bằng cái Google. Mọi người tuyệt đối là không đăng nhập bằng Facebook nha. Em nói rồi, Facebook nó rất là dễ bị hack. Chúng ta muốn ăn cắp các bạn thì mọi người cứ đăng nhập bằng cái Gmail chính hiệu của chúng ta ha. Rồi ngày mai chúng ta quay lại, chúng ta sẽ nhận được một cái con này. Đây. Rồi cái này nó còn phải qua những cái quá trình như là KYC, rồi thêm ví, cũng còn cũng khoảng 2-3 giai đoạn mọi người. Nhưng mà bây giờ mọi người tranh thủ đào đi, nó rất có tương lai mọi người ơi. Rồi em xin phép dừng clip tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Thì mọi người cũng đừng quên cho em cái like đăng ký kênh để theo dõi những cái video cũng như đón nhận những cái con mới nhất cũng như tại vòng tròn bảo mật cho các con điện tử mà chúng ta đã đào nha.